Chào mừng mọi người, chúng ta đã quay trở lại với kênh Minh Hải Official. Ngày hôm nay chúng ta đón nhận một cái phiên tương đối là đặc biệt khi mà những nhà đầu tư ở công ty chứng khoán VND bị khóa giao dịch hoàn toàn ở trong phiên ngày hôm nay. Và ngoài ra thì khi mà chúng ta gần kết phiên, chúng ta cũng có thêm một số những cái thông tin từ các công ty chứng khoán khác mà Hải nghĩ rằng sẽ có thể có tác động rất lớn tới thị trường và thậm chí rằng là sẽ có thể có một cái nhịp rũ rất mạnh ở trong những phiên tới. Thì nội dung chính của ngày hôm nay Hải sẽ chia sẻ với anh chị một số những cái góc nhìn của Hải về những cái thông tin này để chúng ta nắm được tình hình và chúng ta sẽ phân bổ tỷ trọng danh mục, chúng ta hành động như thế nào cho một cách hợp lý nhất. Trước khi chúng ta đến với video và phân tích thì chúng ta có thể cho Hải một cái nút like cũng như một nút đăng ký kênh nếu mà chúng ta chưa đăng ký. Và ngoài ra thì ở dưới mỗi video anh chị chúng ta có thể tham gia vào cái room Zalo này thì Hải sẽ có tư vấn về khuyến nghị miễn phí cho anh chị. Còn chúng ta muốn tham gia vào room khách hàng và được tư vấn kỹ càng hơn thì chúng ta có thể đọc hướng dẫn bên dưới và chúng ta liên hệ với Hải qua số điện thoại này. Rồi, về phần outline thì chúng ta sẽ đi qua về 3 phần. Thứ nhất là thị trường chung của chúng ta trước khi chúng ta đón nhận những thông tin liên quan tới VND cũng như liên quan tới việc là VBS thay đổi chính sách thì nó đang tích cực, nó đang tiêu cực hay nó đang trung lập. Thứ hai là góc nhìn về việc là công ty chứng khoán VND bị hack ở trong phiên ngày hôm nay. Thứ ba là cái thông tin về việc là VBS thay đổi chính sách. Và cuối cùng là phần tổng kết để đưa ra cái kết luận thị trường sẽ như thế nào ở trong thời gian tới. Rồi, và phần đầu tiên là thị trường chung á. Cái này thì Hải cũng đã có chia sẻ với mọi người rồi ở trong cái video mà Hải có phân tích về cổ phiếu đất xanh ngay video trước và có rất nhiều anh chị chúng ta đã tương tác và chúng ta đã xem. Thì Hải đã chia sẻ cái điều này là anh chị chúng ta sẽ có thể coi lại, Hải có phân tích rất kỹ về thị trường chung. Thì Hải có nói rằng giờ là cái nhịp này á, là một cái nhịp mà hiện tại thị trường đang liên tục duy trì thanh khoản ở rồi, cái mốc cao. Thì khi mà liên tục thanh khoản ở mốc cao á, thì chúng ta sẽ chia ra hai trường hợp. Một là thị trường tiến vào uptrend, dòng tiền vào mạnh và đẩy chúng ta lên liên tục. Còn hai á, là thanh khoản ở mốc cao nhưng mà là râu nến phía trên liên tục xuất hiện và thị trường về mặt chỉ số thì không tăng được nữa, mặc dù cổ phiếu thì vẫn tăng nhưng mà chỉ số thì giảm, chứng tỏ rằng ở một đầu khác chúng ta đang có áp lực cung ở một số ngành đó. Thì với cái điều này á, Hải cũng đã nhận định và Hải cũng đã khẳng định rằng là chúng ta dễ có một cái nhịp back test về cái biên dưới để kiểm định lại cung cầu một lần nữa, hoặc có thể để kích cầu ở vùng giá thấp hơn và giúp cho thị trường đi lên một cách bền vững hơn. Thì đó là cái kết luận của chúng ta trước khi chúng ta đón nhận những thông tin liên quan tới các công ty chứng khoán ngày hôm nay. Ngoài ra thì chúng ta cũng sẽ có thêm một thông tin nữa là thông tin về việc là các cái nhà máy lọc dầu ở Nga bị tấn công. Thì nhiều người chúng ta suy diễn cái vấn đề này sẽ bắt đầu liên quan tới cái việc là chiến tranh. Thì thật ra chúng ta sẽ có thể nhìn qua một tí về các cái chỉ số ở trên thế giới. Thì anh chị thấy rằng là ngày hôm nay thì một số những quốc gia, ví dụ như là ở châu Á, chúng ta có Nikkei nè, chúng ta có Shanghai và chúng ta có Kospi, thì đa phần những cái mức điều chỉnh nó ở khoảng tầm là 1% trở xuống, nó không ở mức quá cao. Các quốc gia ở châu Âu hiện tại giao dịch thì cũng ở quanh quanh cái mốc khoảng tầm là tham chiếu cho tới là -1%. Thì thật ra cái điều này chứng tỏ rằng là theo Hải là cái xung đột này nó chưa đến mức là có thể sẽ dẫn tới chiến tranh quá căng thẳng. Thật ra thì chiến tranh đã kéo dài khoảng tầm 1-2 năm nay rồi, chứ không phải là chỉ mới. Nhưng mà để chiến tranh có thể gọi là bùng nổ hơn, căng thẳng hơn á, thì theo Hải hiện tại, các thị trường chứng khoán họ chưa thể hiện ra điều đó. Thì Hải nghĩ rằng là về mặt chính trị, nó chưa quá ảnh hưởng tới chúng ta vào lúc này. Nó chỉ có một cái rủi ro, một phần nào đó chúng ta cần phải dây chừng mà thôi. Là về thị trường chung và cái tin tức ở trên thế giới. Thứ hai là về cái rủi ro từ VND á, đây mới là cái vấn đề chúng ta cần quan tâm nè. Thì VND là đã bị tấn công từ 10 giờ sáng chủ nhật và cho tới hết ngày hôm nay thì vẫn chưa thể nào xử lý xong. Hải thấy rằng là cách đây khoảng tầm là 15 tới 30 phút á, thì có những cái thông tin và thông báo rằng là VND đã xử lý xong hoàn toàn rồi. Nhưng mà thật ra thì thông tin này á, là sáng nay lúc khoảng tầm 8 giờ 8 rưỡi khi chúng ta chưa giao dịch cũng đã có thông báo này rồi. Tức là cái thông báo này nó chỉ mang yếu tố là để trấn an nhà đầu tư mà thôi. Cho nên rằng là chúng ta phải chờ tới ngày mai
Nếu như các cổ đông, các nhà đầu tư ở VND có thể giao dịch được một cách bình thường thì chúng ta mới có thể xác nhận. Còn bây giờ thì thực tế rằng là chúng ta cũng chưa biết được là xử lý được tới đâu rồi. Và cái thông tin này á, nó sẽ có liên đới. Tại vì sao khi mà VND ngừng giao dịch á, anh chị nên nhớ rằng ở trên thị trường chứng khoán chúng ta có 3 doanh nghiệp, 3 công ty chứng khoán lớn nhất là VBS, là VND và là SSI. Thì ông VND là ông ở top 3. Thì hiện tại ông VND bị ngưng giao dịch, các nhà đầu tư không giao dịch được thì nó sẽ có tác động, sẽ có ảnh hưởng tới thanh khoản của thị trường. Và thậm chí rằng là khi thị trường điều chỉnh á, chúng ta đang hoang mang mà chúng ta có rất nhiều thông tin xấu và chúng ta hoang mang, chúng ta bán ra, thì cái lực cầu, những em, những tạo lập ở công ty chứng khoán VND sẽ không thể đỡ giá cổ phiếu được. Đây là một vấn đề khá nghiêm trọng. Thứ ba là cái chính sách của VBS vừa mới được đưa ra là gì ạ? VBS vừa mới ra thông báo vào lúc gần kết phiên, lúc khoảng tầm 2 giờ 20, và nói rằng là sẽ hạn chế margin. Thì toàn bộ các cổ phiếu được cho margin ở VBS được nâng lên tỷ lệ là 100%, tức là anh chị chúng ta không được dùng margin nữa. Thì nó khiến cho cái sức mua của những nhà đầu tư lớn ở VBS, những người mà sử dụng margin, họ không thể nào mua cổ phiếu thêm được nữa, và họ khiến cho giờ họ bị mất đi một cái lực cầu. Tại vì cái lượng margin á, cái lượng dư nợ là một cái rất quan trọng ở trên thị trường chứng khoán. Khi mà VBS đưa cái tỷ lệ này về mức 100%, tức là không margin được nữa, thì nó sẽ khiến cho chúng ta mất đi một lực cầu rất lớn ở trên thị trường. Thì cộng với cái vấn đề giờ VND cũng bị mất đi cái lực cầu, thì thị trường chúng ta đang thiếu lực cầu từ công ty top 1 ở trên thị trường và công ty top 3 ở trên thị trường. Đây là một vấn đề tương đối nghiêm trọng mà Hải nghĩ rằng là thị trường hiện tại đang phải hứng chịu. Và nếu như mà bây giờ chúng ta có bất kỳ một cái nhịp điều chỉnh nào gọi là quá mạnh á, thì thật ra là cái lực cầu ở trên thị trường sẽ rất thiếu. Cho nên Hải mới đi tới một cái kết luận gì ạ? Là thị trường ở trong thời gian tới chúng ta sẽ còn có sự rung lắc. Ngày hôm nay thì Hải, ở những video trước thì Hải chắc là anh chị còn nhớ Hải có khuyến nghị là chúng ta sẽ mua cổ phiếu VND. Tuy nhiên thì thực tế khi mà ra thông tin này á, thì chúng ta cũng nên bắt đầu là chúng ta hạ rồi. Hải thì vẫn rất là kỳ vọng vào các cổ phiếu chứng khoán. Nhưng mà chúng ta cũng lưu ý rằng dạ là khi mà thông tin xấu ra, ví dụ như những siêu cổ, những siêu phẩm như VCI nè anh chị, thì vẫn gãy bình thường. Vẫn sẽ có những cái mức giảm khoảng tầm 3% nè. MBS rất khỏe thì cũng giảm khoảng tầm dạ là hơn 2%. Thì cái việc mà khi có tin xấu ra, chúng ta vẫn nên đưa tỷ lệ tài khoản của mình về một cái mức là an toàn. Thì chúng ta thấy rằng dạ cả ba luận điểm mà Hải vừa đưa ra về thị trường chung trước khi chúng ta xuất hiện tin xấu, và cho tới giờ khi chúng ta xuất hiện tin xấu thì chúng ta đang mất đi những cái lực cầu. Dĩ nhiên là cái vấn đề này nó sẽ xảy ra cho tới hết tuần thôi, tại vì cái chính sách này của VBS thì được nói là sẽ chỉ hạn chế lượng margin cho tới hết tuần và sang tuần sau sẽ bắt đầu mở lại một cách bình thường. Cho nên tuần này sẽ là một tuần tương đối sóng gió, và Hà nghĩ rằng là anh chị chúng ta sẽ nên đưa cái tỷ lệ tài khoản của mình về mức gọi là an toàn đi, và chúng ta sẽ canh mua khi mà thị trường có những cái nhịp điều chỉnh về cái vùng 1050 á, khoảng tầm quanh vùng đó thì chúng ta sẽ bắt đầu chúng ta mở mua lại. Nhiều người chúng ta nói rằng là thằng này nói cái gì mà giảm có khoảng tầm 15 20 điểm thôi thì có gì mà ghê. Nhưng mà thật sự á, anh chị thấy rằng như mà anh chị chúng ta đu cổ phiếu VCI nè thì nó cũng khá là thốn rồi đó, đúng không ạ? Từ mức cao nhất cho tới mức hiện tại gì ạ? Là 5,63% rồi. Tức là gì ạ? Ngày mai khi mà thị trường giảm thêm khoảng tầm 5 7 điểm nữa thì VCI giảm thêm 1 2% nữa là tương đương với một cây sàn rồi. Nó rất là đau chứ nó không hề nhẹ nhàng đâu anh chị. Chúng ta nhìn vào hàng ngày các cổ phiếu chỉ giảm 1% 2%, chúng ta nói rằng là không vấn đề gì. Nhưng mà khi chúng ta cộng lại một cái khoảng đường mà nó đã đi thì đa phần các cổ phiếu sẽ có những cái mức giảm khoảng tầm là 7 cho tới 10%. Thì đây chính là cái nhịp rũ thấu trời mà Hạ nghĩ rằng là anh chị chúng ta cần phải cẩn trọng đối với lại danh mục của mình. Chúng ta nên đưa tỷ lệ của mình, anh chị nào chúng ta dùng margin thì bây giờ không dùng margin nữa, anh chị nào chúng ta không dùng margin thì bây giờ nên chốt bớt và giữ lại một lượng tiền để đề phòng tình huống bất chắc thị trường có những điều chỉnh mạnh và những vùng dưới, thì ít nhất chúng ta sẽ còn có tiền để chúng ta mua. Và dĩ nhiên thì Hải vẫn sẽ kỳ vọng vào các cổ phiếu chứng khoán là nhiều nhất. Chứng khoán và bất động sản. Ngày hôm nay chúng ta thấy rằng bất động sản vẫn thể hiện một bộ mặt rất là tốt. Chúng ta có những Novaland nè, hôm nay có tiền vào. Xui một cái là vào đúng cái phiên thị trường điều chỉnh. Chúng ta có DIG, chúng ta có TCH, đều là những cổ phiếu mà giữ giá rất tốt ở trong phiên ngày hôm nay.
Đất xanh là cổ phiếu mà Hải có nhắc tới ở trong video trước, thì rất là xui khi mà ngày hôm nay đang trong cái quá trình tăng thì gặp đúng cái phiên thị trường có quá nhiều vấn đề. Nhưng mà thật ra thì khi mà dòng tiền đã vào rồi á, Hải nghĩ rằng cái việc đất xanh sẽ có thể tăng ở trong những phiên tới là một cái chuyện rất bình thường. Anh chị chúng ta chưa có hàng, chúng ta cứ tham gia, chúng ta mua đất xanh một cách bình thường. Thì đó là cái nhận định của Hải cho những cái thông tin hiện tại ở trên thị trường. Rồi, và đó cũng là cái kết thúc cho cái video ngày hôm nay. Rất cảm ơn chúng ta đã quan tâm và theo dõi video. Thì hy vọng là chúng ta xem xong chúng ta sẽ có một cái góc nhìn tốt hơn và chúng ta sẽ không cần quá hoang mang. Tại vì Hải vẫn nhận định rằng thị trường ở trong thời gian tới vẫn sẽ là một cái uptrend rất mạnh. Có chăng là cái tại vùng này khoảng tầm 30 điểm ở trong biên độ này thì chúng ta đang có quá nhiều vấn đề, không chỉ ở đối với thị trường, không chỉ đối với nền kinh tế mà còn đối với các công ty chứng khoán về mặt an ninh mạng. Thì cho nên là chúng ta sẽ nên giữ cái tỷ lệ một cách an toàn để tránh cái việc là đùng một cái tự nhiên xuất hiện một thông tin xấu thì chúng ta bán hoảng loạn, chúng ta bán không kịp anh chị ha. Và chúng ta xem xong chúng ta nhớ cho Hải một like, một đăng ký kênh, và chúng ta có thể tham gia vào cái group Zalo ở bên dưới này nếu mà anh chị chúng ta cần hỗ trợ thêm về mặt thông tin và về mặt phím mã. Xin cảm ơn mọi người.